Đây là giống chuối to nhất lịch sử nhân loại, mà chỉ cần ăn một quả thôi bạn có thể no tới một tháng sau. Đố bạn biết đây là giống chuối gì? Chuối khổng lồ này chỉ được trồng trên cao nguyên nhiệt đới Papua New Zealand. Chiều cao trung bình của cây chuối Musa Ingen cao từ 20 đến 25 mét, tương đương với tòa nhà 6 tầng. Quả chuối Musa Ingen cũng rất to, to bằng cánh tay của người trưởng thành, dài tới 30 cm, nặng trung bình từ 1,5 đến 3 kg một quả. Và phải cần tới 4 người đàn ông mới có thể ăn hết một quả chuối này. Ngoài việc ăn trực tiếp, người dân cũng có thể chế biến chúng thành bột hoặc chuối sấy. Ngày nay, chuối khổng lồ còn lại rất ít trong tự nhiên vì hạt của chúng rất khó kiếm. Hơn thế nữa, quá trình nảy mầm của hạt có thể lên tới 1 năm. Vì sự hiếm hoi này mà chuối khổng lồ trở nên rất đắt đỏ và được nhiều người săn lùng để thưởng thức. Nhờ thế mà cuộc sống của người dân tại Papua New Guinea cũng được cải thiện, và nhiều gia đình trở nên hạnh phúc vì loại chuối khổng lồ này. Giống chuối Labo, một trong những giống chuối to nhất Việt Nam. Mỗi năm nó ra một buồng, và cái tuổi thọ của cây này có thể lên đến 100 năm. Thế là hết tuổi đời của cây này có thể cho đến 80 buồng chuối rồi anh em. Cây chuối này thì khi 10 năm tuổi nó mới cho ra trái rồi anh em. Trái của loại chuối này rất là quý luôn anh em, chứa được rất là nhiều loại bệnh. Trái của cây chuối này thì nó to bằng bắp tay mình cơ. Nhưng mà một năm nó mới ra quầy một lần, nên là khi nào nó ra trái chúng ta hãy quay lại để thăm nó nhá. Trời, nó to khủng khiếp, nó to hơn cả cái đầu của thằng bạn tôi luôn. Tôi xin nhắc lại, đây là trái chuối chứ không phải là trái đu đủ đâu nha. Khúc này là tôi với thằng bạn bỏ lên cân nè. Uy tín chưa anh em, chốt lại là một trái chuối nặng ngang với một con gà. Đây là chuối tá quạ, và hình như là đặc sản của Trà Vinh hay sao ấy. Cái quả chuối của nó to khủng khiếp luôn mọi người ạ. Và một quả này thì có giá khoảng hơn 10.000. Cái mà mình lo lắng khi mà ăn quả chuối này đấy là không biết là mình có ăn hết được một quả không. Ủa, cái vỏ của nó sao có vẻ như quả này nó chưa chín hẳn ấy nhở. Mình trông màu của nó đã rất là vàng rồi mà. Nó hơi ương mọi người ạ. Xin mời mọi người nha. Bắt đầu thấy no rồi đấy. Cái chuối tá quạ này mình thấy ăn ngon nha mọi người. Cái mùi thơm của nó thì không biết là có phải do chưa chín hết không, nhưng mà cái mùi thơm của nó mình thấy ít. Nhưng mà bù lại thì cái phần thịt chuối bên trong mình thấy ăn nó ngon. Cá nhân mình khi ăn chuối thì mình không thích ăn những cái loại chuối mà nó nhão đâu. Mình thích ăn cái loại nào mà nó chặt, dẻo. Và cái chuối tá quạ này thì mình thấy nó cũng chặt và nó cũng dẻo. Lúc đầu thì mình nhìn cái trái chuối mình thấy nó giống như kiểu chuối rừng ấy. Nó to ấy, xong mình nghĩ là nó kiểu sẽ không ngon ấy. Nhưng mà khi ăn thì nó ngon thật. Nhưng mà cái chuối này có một cái nhược điểm là một quả này chắc phải hai người ăn. Chứ một mình ăn thì quá no, không thể ăn hết được.